Thưa các bạn, nghe tin Việt Minh âm thầm hoạt động ở khắp nơi khiến ông Hậu lo lắng. Ông cho rằng Việt Minh chủ yếu là dân nghèo nên căm ghét cánh hào lý và những người giàu như ông. Nghe câu chuyện dân biểu tình không chịu trồng đay ở hương gián thắng lợi, ông Hậu càng lo hơn. Biết đâu, ngay trong tổng đào quán của ông cũng có Việt Minh mà ông không biết. Dưới sự giúp sức của Việt Minh, những cuộc biểu tình đấu tranh chống chính quyền Nhật còn diễn ra ở nhiều nơi trên đất Bắc Giang. Các lý trưởng, tránh tổng đang bị yếu thế nhiều nơi dân không nộp sư thuế, không đi phu cho Nhật. Ông hậu buồn vì cảm thấy những người giàu như ông không theo phe Việt Minh mà thuộc phe Bảo Đại, phe Pháp Nhật. Nếu cách mạng bùng lên, chắc chắn các ông cũng là kẻ thù của dân nghèo. Ở diễn biến khác, sinh và hạnh nhiều ngày nay ở tình trạng già nhân ngãi, non vợ chồng. Nhưng sự thực thì hai người vẫn chỉ là đôi bạn thân, chỉ chung nhau mỗi một con đường kiếm sống hàng ngày. Đã năm lần bảy lượt sinh đặt vấn đề với hạnh đều bị cô thoái thác sinh cho rằng số anh đã không lấy được hạnh có lẽ anh cũng nên chấm dứt cuộc tình đơn phương này vừa khi ấy nạn đói tràn lan khắp đồng bằng bắc bộ dân đói từ khắp nơi kéo lên làng mai mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết cam sành bố hạ của tác giả chu ngọc phan với giọng đọc thu loan mùng 3 Tết Ất Dậu, ông Hậu mời riêng ông Bốn đến nhà nói chuyện về thời thế. Sau một lượt trà, ông Hậu chủ động vào đề luôn. Anh ở Hoàng Phân Hiệp Hòa mới về, chắc có tin về Tây, về Nhật hiện nay nhỉ? Tôi ở làng như ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết mù tịt gì cả. Ông Bốn tính thẳng ruột ngựa, cứ kể ra tuốt tuột, chẳng giấu giếm điều gì. Hiện nay, bên Hoàng Vân đã là khu căn cứ an toàn của Việt Minh rồi. Quân Nhật Pháp mấy lần đem quân về càn quét, lùng bắt cán bộ cách mạng, nhưng không bắt được ai, còn bị đánh trả, phải chạy bán sống bán chết. Bây giờ Nhật Tây không dám vào làng nữa. Ông hậu há hốc mồm nghe chuyện, rồi hỏi liên hồi kỳ trận. Vậy dân quân có súng à? Chắc có người của Việt Minh về chỉ đạo. Như làng mai đây liệu có Việt Minh không anh? Nghe nói Việt Minh họ ghét các ông tránh ông lý lắm hả? Như bản thân tôi đây, liệu có bị họ bắt bớ, tù tội gì không? Ông bốn chưa trả lời xong câu này, ông hậu đã cấp tập hỏi dồn câu khác. Ông bốn cười hề hề. chú lo xa thế, chẳng làm sao đâu. Hiện nay cả thế giới đang phấn khởi dõi theo diễn biến của thế chiến thứ hai. Phe Trục Phát Xít đang bị quân Đồng Minh đánh bại sắp sửa diệt vong đến nơi chú có biết không ông hậu lúng túng trả lời không tôi có báo chí gì đâu mà biết được ông bốn lại nói tiếp hiện hồng quân liên xô đã giải phóng hoàn toàn nước mình họ vượt biên giới đang đánh quân đức ở đông âu tại châu á hồng quân liên xô cũng đang phản công quân nhật ở mãn châu trung quốc thế tiến công như sấm giam chớp giật quân nhật ở việt nam phi luật tân Nam Dương đang bị dồn vào thế bị động, không còn mạnh như trước nữa. Ông Bốn như nhập hồn vào câu chuyện, vừa kể vừa hào hứng hỉ hả. Ngược lại, ông hậu càng nghe càng lo lắng bồn chồn. Ông ra vẻ cũng vui vui, cũng cười cười cùng ông Bốn, nhưng trong bụng thì nóng như lửa đốt. Ông rót cho ông Bốn một chén trà nữa và tự nghĩ, như vậy mình cũng tạm biết tình hình thời cuộc ra sao rồi. Cách mạng sẽ chiến thắng thôi. Đến lúc đó, liệu mình có giữ được tính mạng tài sản của mình không? Hàng trăm lạng vàng, 50 mẫu cam chứ có ít ỏi gì đâu. Toàn những thứ mình không thể mang giấu đi đâu được. Ông nhớ có lần được ông Bốn kể về đất nước Liên Xô khi cách mạng thành công. Thành phần địa chủ, chủ nông bị đánh đổi hết. Bao nhiêu tài sản của họ đều đem chia cho người nghèo. Việt Minh cũng đi theo đường lối của Liên Xô, dầu có như ông chắc gì đã bảo tồn được tài sản. Ông Hậu lo lắm, nhưng ông vẫn cố tàng lờ như không. Còn ông Bốn vẫn cứ vô tư bộc lộ dòng suy nghĩ. Tôi nghĩ Việt Minh rồi cũng lan đến làng ta thôi, vì đó là ý nguyện của dân nghèo. Đi theo Việt Minh thì họ mới được chia của, được nắm quyền lãnh đạo. Ở bên an toàn khu hiệp hòa, tôi cũng ngả sang phía Việt Minh. Đã có người khuyên tôi làm đơn xin vào đảng. Nếu là đảng viên, sẽ được cách mạng giao cho các chức vị lãnh đạo phong trào. Ông Hậu cắt lời ông Bốn. Như anh là giáo viên quen, lãnh đạo cái gì? Ông Bốn cười khà khà, vô tư lự. Tôi thấy người ta bảo thế. Cứ vào đảng cái đã, xem thế nào. Mỹ Lị bên ấy, trường tôi cũng phải đi theo cách mạng, không được theo Pháp. Nhật và Phong Kiến giáo viên như tôi cũng chịu sự lãnh đạo của đảng rồi không còn như trước nữa ông hậu nghe ông bốn nói câu hiểu câu không ông nghĩ bụng cũng đành mặc cho thời cuộc xoay vần đến đâu thì đến dẫu có lo lắng cháy ruột ra cũng không giải quyết được việc gì đã đến bữa trưa ông xa nhà bếp làm cỗ cúng sáng mùng ba tết rồi cho người đi gọi ông cổ ông cánh ông quân sang nhà cùng uống rượu khoảng 8 giờ tối ngày 8 tháng 3 năm 1945, có tiếng súng nổ san ở trên đồn bố hạ. Dân phố nghĩ là có cướp, nhà nào nhà ấy đóng chặt cửa phòng vệ. Chỉ một số thanh niên kéo nhau lên sát cửa đồn nhỏm ngó. Sáng hôm sau, thằng ngò trong bọn thanh niên kể lại với mọi người. Một xe camion chở đầy lý nhật đổ xuống đồn bố hạ. Lập tức, lính nhật xông vào bắt ông đồn trưởng người pháp trói hô lại bọn lính khố xanh trong đồn tưởng là cướp liền nã súng vào quân nhật hai bên bắn nhau gian giạt một lúc khá lâu quân nhật lôi ông đồn trưởng lên ô tô rồi phóng đi ngay bọn lính khố xanh nhốn nháo bỏ đồn chạy hết bây giờ trên đồn bố hạ không còn pháp nữa cửa giả mở toang như nhà hoang vắng ngắt sướng thật đám đông quây quanh thẳng ngò hóng chuyện một ông cụ dâu dài bình luận. Trước đây, quân Nhật bắt chính quyền Pháp làm tay sai cho chúng. Bây giờ, quân Pháp muốn nhân danh đồng minh đánh đổ bọn Nhật nhưng không nổi. Chắc là chuyến này Nhật lật Pháp để nắm toàn quyền thống trị ở Việt Nam. Đám đông cùng há hốc mồm nghe ông cụ diễn giải. Người thì hiểu, người không hiểu. Ai cũng tròn mắt, lo lắng như sắp gặp cơn nguy biến. Ông hậu cưỡi con ngựa hồng từ bến gai phóng tới. Có nhiều tiếng chào từ trong đám đông. Lại ông ạ. À. Kính ông tránh ạ. À. Ông sang phố ạ. À. Ông hậu chỉ gật đầu lia lịa. Nhìn thấy một ông cụ dâu dài. Ông hậu liền xuống ngựa hỏi han. Chào ông lão. Có việc gì mà bàn tán xôm thế hả cụ? Ông lão khoát tay từ tốn đáp. Dạ, có tin mới ông tránh ạ. À. Tối qua quân nhật về bắt ông đồn trường pháp đi rồi không biết tình hình sẽ ra sao thấy ông hậu xuất hiện đám đông dần giải tán nhận được tin nhật đánh pháp ông hậu càng như lửa đốt trong lòng ông muốn gặp những người am hiểu tin tức để hỏi han chia sẻ nỗi niềm ngày trước ông có bà hai thông thái không có chuyện gì trên đời bà không lý giải nổi vắng bà ông như mất một cánh tay trong công việc cũng như trong tư vấn về thời sự ông lại lên ngựa phóng về bãi cam trại giang tìm đến cây cam để thầm thì chia sẻ ngày nào cũng thế nắng cũng như mưa ông đều đi thăm bãi cam một lần đến với cây cam bạn bầu ông không còn váng vất đầu óc hay mệt mỏi gì nữa ôi màu lá cam xanh thắm gốc cam sần sùi mập mạp hoa cam trắng ngần thơm dịu quả cam chín vàng ngọt ngào, đượm mát. Ông đổ mồ hôi chăm sóc cây cam, cam lại đền đáp cho ông những lạng vàng dòng quý giá. Cây cam mộc mạc mà tình nghĩa, thủy chung chẳng khác gì một người bạn tốt, chỉ muốn trả ơn cho người tri kỷ. Nhật đảo chính Pháp được một tuần, thì ông bốn từ Hiệp Hòa về làng Mai thăm nhà. Vừa dựng chiếc xe đạp lốp đặc vào tường hoa, ông liền sang nhà ông hậu nói chuyện thời sự. Thấy ông bốn về, ông hậu mừng rơn như vớ được của, dối rít mời ông bốn vào nhà uống nước. Anh mới về à? Trời ơi! Đang cần anh cung cấp tình hình. Có tin gì mới không anh? Ông bốn nhanh nhẹn bước vào nhà khách, hồ hởi chuyện với ông hậu. Nhiều tin mới lắm chú ạ. À. Trước tiên là sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 8 tháng 3 vừa rồi. Hiện nay, trên toàn cõi Đông Dương, chỉ có mỗi quân đội Nhật Bản là thống soái Tôi đọc báo cứu quốc được biết, người Nhật sắp thành lập một chính phủ người Việt thân Nhật để làm tay chân cho chúng. Ông Hậu nhìn chằm chằm vào ông Bốn vẻ thán phục lắm. Cái đầu ông hơi gật gật. Ờ, cũng phải thế anh nhỉ. Nếu không có chính quyền người Việt thì thằng Nhật làm sao mà quản được dân ta mà thu được thuế. Nhưng liệu Liên Xô và Mỹ có đánh nổi Nhật không? Ông Bốn đôi mắt lim dim, cái đầu gật gù. Vẻ suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời ông hậu. Theo báo cứu quốc thì phe phát xít thẻ thua. Nhưng phát xít Nhật lực lượng vẫn còn mạnh lắm. Chúng chiếm hầu hết các nước Đông Nam Á. Ở Trung Quốc, Nhật còn nguyên đội quân quan đông cực kỳ tinh nhuệ với số quân một triệu người. Tôi nghĩ phe đồng minh vẫn còn phải chiến đấu khá gian nan đấy. Bỗng trên bầu trời có tiếng máy bay ầm ỉ, cả tiếng súng nổ đi đùng trên không trung. Hai ông vội chạy ra sân, ngước mắt nhìn lên. Thấy ngay hai chiếc máy bay bé xíu của Nhật đang đuổi bắn một chiếc máy bay khá to của Mỹ. Ở gần sân bay kép của Nhật, nên ông Hậu ngày nào cũng được xem những trận không chiến kiểu này. Ba chiếc máy bay cùng bay vòng vèo, nghiêng ngửa, né đạn. Những ánh chớp xanh lét dưới cánh của hai chiếc máy bay Nhật cứ lập lòe, lập lòe. Đạn nổ gian giạt, đi đùng, túa ra từ ba chiếc máy bay đang quẩn nhau, lúc lao lên khi chúc xuống, rồi kéo nhau bay tiết về phía chân trời. Ông Bốn giải thích, máy bay Mỹ chắc từ Côn Minh Trung Quốc hoặc từ hạm đội Biển Đông bay lên, chứ ở ta hiện chưa có sân bay của Mỹ. Phi công Nhật nổi tiếng thiện chiến và liều mạng nhất, sẵn sàng lao thẳng máy bay của mình vào máy bay đối phương mà tử chiến. Những cú lượn, cú bổ nhào của máy bay Nhật trông thật điêu luyện Tinh quái, khiến máy bay Mỹ thường phải chạy dài. Từ sân bay kép lại có bốn chiếc máy bay Nhật vừa lao lên bầu trời. Bốn chiếc máy bay trắng tinh, nhỏ xíu, một loáng đã mất hút vào bầu trời xanh. Lại bốn chiếc khác từ sân bay nối tiếp bay lên. Bầu trời lúc nào cũng ấm mỹ tiếng máy bay Nhật. Chúng bay lượn suốt đêm ngày. Ông Hậu kể với ông Bốn xung quanh sân bay kép quân đội nhật đóng đông lắm ở ngã ba đầu phố kép một khẩu hiệu lớn được họ dựng lên với dòng chữ khối thịnh vượng chung đại đông á muôn năm ý tưởng của hoàng đế nhật bản là muốn liên kết các nước khu vực đông nam á thành lập một khối dưới sự thống trị của ông ta riêng tôi ông hậu nhấn mạnh tôi vẫn tin vào sức mạnh của quân đội nhật họ có đủ khả năng để thống trị cả vùng đông nam á này ông bốn lắng nghe ông hậu nói rồi bình luận. Theo báo chí đăng, thì phe đồng minh đang thắng giòn giã. Đồng minh gồm các nước lớn rất mạnh như Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp. Nói chung là gồm tất cả các nước trên thế giới, chỉ trừ ba nước, Phát xít Đức, Ý, Nhật. Hiện nay, quân đội Mỹ đang đánh bại quân đội Nhật ở Miến Điện, Thái Lan, Nam Dương và Phi Luật Tân. Ông Hậu có vẻ không đồng tình với nhận định của ông Bốn nét mặt ông thâm trầm, vẻ nghĩ suy lung lắm, rồi ông buông ra những lời chắc nịch. Anh tin báo chí, còn tôi tin vào thực tế mắt thấy tai nghe. Chỉ cần một sự kiện ngày mùng 8 tháng 3 cũng đủ thấy. Một đêm mà Nhật xóa sổ được toàn bộ chính quyền Pháp trên toàn cõi Đông Dương, thì quân Nhật phải mạnh lắm chứ. Hôm qua, tôi vừa ở thị xã Phủ Lạng Thương, được chứng kiến một cảnh thật kỳ lạ hàng trăm lính Pháp cởi trần, quần cộc đang phải lao dịch dọn cống rãnh nhà sĩ công cộng. Mà chỉ có vài lính Nhật đốc công thôi nhé. Ông Bốn nói với ông Hậu. Chú nên nhìn toàn cục, không nên chỉ lấy cái nhỏ để suy cái lớn. Ông Hậu tự ái ra mặt, đôi mắt long lên nhìn ông Bốn mà nói nhỏ nhưng đầy thách thức. Còn anh còn tôi đây, thử xem thằng nào đúng, thằng nào sai nhé thấy ông hậu nổi nóng ông bốn xin phép ra về mà rất lạ vừa đi ông bốn vừa nghĩ sao hôm nay tự nhiên cái lão hậu này lại cứ bênh quân nhật chằm chặp hay là lại ăn phải bùa ngải gì của quân phát xít rồi nếu thế thì nguy hiểm quá anh em con chú con bác gần gụi tài gang xưa nay mình với chú ấy có trái ý với nhau bao giờ đâu thế mà hôm nay lại sinh sự 12 giờ đêm ngày mùng 7 tháng 4, nhà ông Lý Cam ở ấp Tam Sơn có khách. Cô Quế ra mật hiệu để ông Cam mở cổng. Nghe đúng mật hiệu, Lý Cam nhẹ nhàng mở cửa ra sân, men theo tường hiên ra vườn, rồi từ vườn ra cổng. Trong ánh sáng lờ mờ, Lý Cam nhìn thấy ba bóng đen đứng ngoài đường. Ông làm mật hiệu một lần, liền được cô Quế đáp lại chính xác. Chốt then được tháo khẽ khàng, hai cánh cổng mở ra và ba người nhanh chóng bước vào sân. Phía sau ông Cam, hai cánh cổng lại khẽ đóng lại và được cải then như cũ. Ông Cam mời ba người vào ngay trong buồng, nơi dành riêng cho cô Quế thường xuyên ăn ngủ và làm việc. Căn buồng này có cửa thông ra vườn cây rậm rạp sau nhà, lại có lõm xuyên vào các vườn sắn, vườn khoai, mông lung trong ấp. Lý Cam tự tay đun siêu nước, pha trà tiếp khách. Cô Quế giới thiệu với ông chủ về hai cán bộ Việt Minh mới được cấp trên cử về Lạng Giang. Đây là đồng chí Hồ Công Dự. Kia là đồng chí Hoàng Bạch, đều là cán bộ của Ban Cán sự tỉnh Bắc Giang, vừa được cấp trên cử về Lạng Giang chỉ đạo, mở rộng phong trào Việt Minh, đặc biệt là xây dựng lực lượng vũ trang ở các xã, chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang, đánh đổ phát xít Nhật giành độc lập cả nước. Một lúc sau, nhiều đồng chí trong ca trực của trung đội dân quân cũng qua cửa sau vào phòng cô Quế. Người đến trước tiên là trung đội trưởng tự vệ Ngô Văn Lít. Sau đến anh Hoàng Hải và ba chiến sĩ du kích của địa phương. Ông Mưa, anh Thao, anh Uyển. Thấy đã đông đủ các đồng chí cốt cán, cô Quế tranh thủ thông báo tình hình mới nhất về địch và ta. Thưa các đồng chí, tôi thay mặt Ban Cán sự tỉnh nói vài tin mới như sau. Ngày 8 tháng 3 vừa rồi, Nhật đảo chính Pháp. Ngay sau đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp ở Chùa Đồng Kỵ, Bắc Ninh do Tổng Bí thư Trung ương Đảng Trường Trinh chủ trì đã ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chỉ thị nêu rõ nhiệm vụ của toàn dân trước tình hình mới, đó là đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật. Trung ương Đảng phát động một cao trào chống Nhật trên toàn quốc, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Vậy tôi cử đồng chí Hải, đồng chí Dự, đồng chí Bạch, ngày mai xuống ngay các tổng các xã, bắt mối với các mặt trận Việt Minh địa phương, củng cố thành lập các hội, nông dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc và các đội tự vệ ở các thôn xã. Các đồng chí cũng kêu gọi các tránh tổng lý trường nên từ chức, không làm tay sai cho Nhật. Tên nào gian ác, ngoan cố thì các xã cứ làm báo cáo, cấp trên sẽ có biện pháp xử lý. Đồng chí Hoàng Hải thay mặt ba đồng chí vừa được giao nhiệm vụ đứng dậy. Đưa tay lên chán, mắt nhìn thẳng vào đồng chí Quế, hô lên một tiếng rất khẽ, rõ. Khoảng 2 giờ sáng, cuộc họp giải tán mọi người lặng lẽ trở về vị trí công tác của mình. Ngoài quốc lộ 1, ô tô của quân Nhật vẫn ầm ì xuôi ngược suốt đêm. Ánh đèn pha dọi trên mặt đường, hắt cả vào ấp Tam Sơn loang loáng, khiến không khí chiến tranh ở nơi xóm vắng cũng trở nên sôi sục. Trung đội trưởng dân quân Ngô Văn Lít ngồi trên quả đồi ven ấp nhìn ra quốc lộ 1 suy nghĩ miên man. Từ ngày mai anh sẽ cắt cử một số dân quân ấp tam sơn sang các làng bên giúp họ thành lập các tổ chức dân quân các hội cứu quốc nghe nói bên xã thái đào đã có hai đại đội dân quân đang luyện tập quỳ củ lắm tên lý chiên bên ấy đã bị cô lập từ năm ngoái hắn đã không dám thu thuế của dân nữa nếu liên kết với dân quân thái đào thành công thì sẽ hình thành một vùng tự do khá rộng rồi đến dân quân các xã Xuân Hương, Đức Mại, Vôi. Nếu du kích Tam Sơn liên kết được với họ, sẽ tạo ra thế mạnh không nhỏ, khiến quân Nhật ở Vôi cũng phải coi chừng, không dám hùng hổ, hống hách. Rõ ràng, Tam Sơn đang giữ vai trò đầu tàu, cần phải cử người đi hỗ trợ các xã khác. Phong trào các xã trong phủ mạnh lên thì Tam Sơn sẽ càng mạnh, càng vững vàng hơn. Khó nhất vẫn là khâu gây dựng cơ sở ban đầu. Anh Lít suy nghĩ, phải tìm những nhân cốt trung kiên rồi phát triển thành tổ chức Việt Minh Đông đảo, trong đó lực lượng tự vệ là mũi nhọn xung kích. Cấp trên điều về Lạng Sang hai đồng chí cán bộ, Hồ Công Dự và Hoàng Bạch, chắc chắn phong trào ở Lạng Sang sẽ đi lên mạnh mẽ. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 1945, mới 7 giờ sáng, dinh ông hậu đã có khách ô tô vào cổng. Chiếc ô tô taxi màu đen được ông thêm cho phép đi thẳng vào sân dinh. Ông hậu ra cửa đón khách. Chiếc ô tô đi một vòng rồi đỗ sát vào bức tường hoa cuối sân. Anh tài xế mở cửa xe bước ra rồi quay lại mở cửa sau cho hai người đàn ông bước xuống. Một người là viên thừa phái phủ lạng giang, ông hậu đã quen biết. Còn người kia lạ hoắc, mặc quân phục màu vàng, đeo quân hàm đỏ. Ông đoán là người Nhật. Ông hậu trịnh trọng bắt tay khách và mời họ vào nhà. Vừa ngồi yên vị, viên thừa phái đã đứng lên giới thiệu về vị khách mặc quân phục. Thưa ông tránh hậu, tôi hân hạnh được giới thiệu với ông. Đây là ngài sĩ quan Nhật Bản, Hakamura, đại úy phụ trách quân vụ hai phủ Lạng Giang và Yên Thế. Hôm nay, ngài có công việc đến gặp ông, Mong ông hài lòng đón tiếp. Tiếp theo, ông thừa phái giới thiệu với viên sĩ quan Nhật về ông Hậu. Kính thưa ngài sĩ quan, đây là ông Dương Văn Hậu, cựu tránh tổng, tổng đào quán, phủ lạng sang, thưa ngài. Vị sĩ quan Nhật đứng dậy bắt tay ông Hậu và nói rõ lý do cuộc gặp gỡ với ông ngày hôm nay. Thưa ông Hậu, thưa lệnh cấp trên, tôi đến gặp ông để tiện đề đạt với ông một công việc hệ trọng. Căn cứ vào năng lực, học vấn, kinh nghiệm công vụ của ông, cấp trên nhà binh Nhật ở Bắc Giang muốn đề bạt ông làm phó quận trưởng đứng đầu địa hạt phía Bắc phủ Lạng Giang. Ý định của người Nhật đến quá đột ngột, khiến ông hậu bỗng bồn chồn lo lắng. Ông run run trả lời: "Thưa ngài, tôi muốn nghỉ việc công về sống với gia đình." vui với cảnh điển viên cho khuây khỏa, chứ không có tham vọng làm việc công nữa. Xin ngài rộng lòng tha cho kẻ thứ dân này. nét mặt viên sĩ quan nhật thoáng thay đổi, hình như hắn đang nghĩ thằng an nam này dám trái lệnh tả, ai cho phép nó làm như thế nhỉ? rồi y đứng dậy, làm thanh gương của ông ta bên hông kêu lách cách. y nhanh nhẹn mở chiếc túi đeo cạnh sườn, lấy ra một tờ giấy có dấu son đỏ lè rồi chậm rãi đọc. Quyết định bổ nhiệm phó quận trưởng quận Lạng Giang. Thị xã Phủ Lạng Thương ngày 25 tháng 4 năm 1945. Căn cứ khả năng và tư chất, căn cứ nhiệm vụ quân đội. Nay, bổ nhiệm ông Dương Văn Hậu sinh ngày 6 tháng 3 năm 1901. Người làng Mai, xã Đào Trấn, Tổng Đào Quán, Phủ Lạng Giang, giữ chức phó quận trưởng quận Lạng Giang hành dinh đóng tại làng Mai, Tổng Đào Quán. Tư lệnh quân đội Nhật tại Bắc Giang, Đại tá tỉnh trưởng Bắc Giang, Osawa đã ký. Đây, tôi trao cho ông quyết định này. Nếu không đồng ý, ông có quyền xuống phủ lạng thương trả quyết định cho ngài Đại tá tỉnh trưởng. Ông hậu run bắn người, vội nhận tờ giấy từ tay viên sĩ quan Nhật trao cho. Cả hai vị thừa phái và viên sĩ quan Nhật cùng đứng dậy chào chủ nhà bắt tay ông Hậu rồi lên xe rời làng Mai. Chiếc xe con vừa ra khỏi cổng sinh ông Hậu thì bỗng dừng lại. Viên sĩ quan Nhật bật cửa ô tô bước ra ngoài, rồi kéo ông Hậu ra ven đường nói nhỏ. Chức phó quận trưởng của ông, thay thế chức phó chi phủ của chế độ phong kiến Nam triều trước đây, là chức quan của Đế quốc Việt Nam do Quốc vương Bảo Đại lập ra, dưới sự điều hành của chính phủ Trần Trọng Kim vừa ra mắt quốc dân ngày 19 tháng 4 năm 1945. Chính phủ Trần Trọng Kim được đế quốc Nhật Bản bảo trợ nằm trong khối thịnh vượng Trung Đại Đông Á. Sắp tới, Nhật Bản trao quyền độc lập cho Việt Nam thì quốc vương Bảo Đại sẽ toàn quyền lãnh đạo đất nước. Ông Hậu nhận chức phó quận trưởng lúc này là hợp lý rồi. Ngay ngày mai, ông phải tuyển một trung đội lính thành lập đội bảo an để có lực lượng thi hành công vụ. Về vũ khí và tài chính, chúng tôi sẽ chu cấp đầy đủ. Rất mong ông cộng tác với người Nhật chúng tôi, liên hệ chặt chẽ với các tránh tổng lý trưởng, trưởng thôn trong địa hạt phía bắc quận Lạng Giang. Làm tốt khâu an ninh, thu sưu thuế và gắn kết toàn dân một lòng ủng hộ nhà nước Nhật Bản. Sau khi nói một thôi dài, viên sĩ quan Nhật bắt tay ông Hậu rồi lên xe rời làng mai. Ông Hậu lững thững về nhà trong tâm trạng bất an và lo lắng tột độ. Trong nhà khách chỉ còn lại một mình ông Hậu. Một lúc sau, có thêm ông Cổ, ông Cánh, nghe tin ông Hậu có khách Nhật nên cùng chạy sang. Ba anh em ông Hậu trao nhau xem tờ quyết định. Họ đọc đi đọc lại, đọc từng chữ từng lời. Ông Hậu vẫn chưa hết run, phàn nàn cùng các em. Tôi muốn mãn khóa tránh tổng về làm vườn nhưng không được số phận lại buộc tôi phải nhận chức phó quận trưởng của đế quốc nhật bản việc gia tộc tôi đành nhờ các chú lo giúp còn tôi ngày mai đã phải làm việc rồi nói được câu ấy với hai em ông hậu đã rơm rớm nước mắt ông nói tiếp hai chú tính bây giờ tôi biết trốn đi đâu nếu trái lệnh thì lưỡi gươm phát xít kia liệu có tha cho tôi không mà còn gây tai họa cho cả gia đình ông cổ sau một phút trầm ngâm suy ngẫm đã khuyên anh: bác hay cả nghĩ chứ? theo em, bác cứ nhậm chức một thời gian xem Ngô Khoai thế nào. trong lúc tình hình phức tạp như hiện nay, bác cứ căng cường quá cũng không phải là hay. ông cánh bụng đề ngoài ra nghĩ gì nói ấy. bác không có đường lui bây giờ thì phải tiến thôi. bác làm quận phó lương tháng cũng đến ba tạ gạo là ít, ăn không hết, bác thỏa sức giúp đỡ xóm làng thế không sướng à? Ông hậu lử mắt, có ý trách mắng thằng em vô tâm. Lúc nào cũng có thể đua cợt được. Chú nghĩ dễ hớp được với thằng Nhật phải không? Làm việc cho nó phải mang tính mạng mình ra mà thế chấp nhá. Đừng tưởng ngon sơi. Sai ý nó là toi mạng liền. Theo quyết định của Đại tá tình trường Hiến Binh Nhật, sáng ngày mùng 2 tháng 5 năm 1945, quận Hậu đã phải có mặt tại thị xã Phủ Lạng Thương để nhận bàn hướng dẫn làm việc của cấp trên. Trưa 5 giờ sáng, quận Hậu đã cùng ông Thành, ông Dĩnh lên ngựa đi quận lỵ. Khoảng 7 giờ sáng, ông Hậu đã tới dinh quận đường. Vừa xuống ngựa, ông Hậu đã thấy viên đại úy Nhật Hakamura bước ra chào. Xin chào ông quận phó Dương Văn Hậu, mời ông vào dinh làm việc. Ông Hậu chỉ kịp trao cương ngựa cho đầy tớ rồi vội vàng vào công đường. Viên sĩ quan Nhật mời khách ngồi, rồi mở cặp, lấy ra một tờ công văn, trao cho quận hậu. Đây là hướng dẫn của thượng cấp về chức trách phó quận trưởng. Ông cầm lấy, nghiên cứu, rồi cứ thế mà làm. Không được sai trái. Về dinh phó quận trưởng, hiện chúng tôi tạm mượn dinh của ông hậu làm trụ sở. Về quân lính, chúng tôi điều cho ông bốn tên lính chuyên nghiệp. Ngoài ra, ông phải tự tuyển cho đủ 40 người về súng đạn ông cho người đến các kho vũ khí ở kép hoặc vôi để lĩnh mỗi lính một súng trường và số đạn không hạn chế về chiến phí và lương bổng ông phải thân trinh xuống đây để lĩnh sau khi kiện toàn đoàn bảo an chúng tôi sẽ cho người về làng mai kiểm tra và xác nhận mọi công việc của ngài đều phải làm theo công văn và điện thoại của cấp trên gọi về hướng dẫn người nhật không quen làm việc tùy tiện vô kỷ luật tôi đã xong nhiệm vụ Xin chào ngài. Còn đây là tiền kinh phí chúng tôi cấp cho ông phó quận trưởng tháng đầu tiên, 270 đồng tiền Đông Dương. Quận Hậu đưa tay nhận một bao tiền, bụng thoáng nghĩ, đây là cái cùm vô hình khóa chân mình vĩnh viễn trong mục đây. 10 giờ sáng, ông quận phó rời sinh quận đường trở về làng Mai. Bốn lính chuyên nghiệp được điều về đội bảo an của ông quận Hậu, là những lính khố đỏ của Pháp được Nhật tái tuyển cũng cùng hành quân về làng Mai. Bốn anh lính này đi bằng ngựa của quân đội Nhật. Những con ngựa không biết của nước nào mà to cao lộc gộc, chỉ trực tung vó trồm lên phía nước đại. Sau một tuần lễ, ông Hậu đã tuyển đủ 40 lính. Hôm thành lập trung đội bảo an của quận phó Dương Văn Hậu, có một viên trung úy Nhật và hai lính ở sân bay kép về dự. Buổi lễ được cử hành ngay tại sân sinh ông Hậu, dưới lá cờ quẻ ly của đế quốc Việt Nam. Tại đây, ông Hậu đọc bài diễn văn nêu rõ tôn chỉ mục đích của nhà nước đế quốc Việt Nam do ông Trần Trọng Kim làm thủ tướng, nhà vua Bảo Đại làm quốc vương. 40 lính đoàn bảo an của ông Hậu mặc bộ đồ lính Nhật, bồng súng trường, trông thật oai nghiêm, dũng mãnh. Cuối buổi lễ, viên Trung úy Nhật lên phát biểu hứa sẽ không tiếc tiền của đầu tư cho đội bảo an nếu đội đánh thắng được Việt Minh Cộng sản. Ông Quận Hậu mặc bộ quân phục cỡ nhỏ nhất nhưng vẫn rộng thùng thình, song tác phong thì rất nhanh nhẹn, hoạt bát. Ông tuyên bố đoàn bảo an Lạng Giang quyết trung thành với đế quốc Nhật Bản, một lòng vì dân, vì nước mà chiến đấu, giành lại cơm no, áo ấm cho giống nổi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Cam Sành Mũ Hạ của tác giả Trung Ngọc Phan. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.